Mến chào các bạn trở lại với kênh Nhịp Sống Xanh Dance. Mình là Ngân Hà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc vô cùng bốc lửa trên nền của ca khúc Salala. Đây là một bài mà mình biên đạo bao gồm 8 câu nhạc 8 và 4 nhịp nối. Như vậy chúng ta có 68 bước tất cả. Thể loại cha cha cha. Không để các bạn chờ lâu nữa, trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn này nhé. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu, bảy và tám. Hai, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm và sáu, bảy và tám. Bốn, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy, tám. Năm và hai, ba, bốn, năm và sáu, bảy, tám. Sáu và hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám. Bảy, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám. Tám, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám. Một, hai, ba và bốn. Và chúng ta cứ trở lại câu đầu tiên cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Phần đầu tiên, dạo nhạc mở bài, các bạn sẽ thực hiện cho mình động tác sau. Đứng nhún tại chỗ. 1, 2, 3, 4. Động tác số 2, các bạn sẽ đi bước đơn bên phải 1, trụ chân trái 2. Đi bên trái 3, trụ chân phải 4. Lặp lại 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3, các bạn đi bước kép bên phải và vỗ tay bên phải. Sau đó đi bên trái, bước kép bên trái và vỗ tay bên trái. Ta sẽ đến 1, 2, 3, vỗ 4. Sau đó đi bên trái 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 động tác. Động tác đầu tiên, nhún tại chỗ. Động tác thứ hai, bước đơn bên phải trước. 3 câu nhạc 8. Và động tác số 3, đi bước kép bên phải, vỗ tay bên phải. Đi bước kép bên trái, vỗ tay bên trái. Các bạn sẽ thực hiện cho mình 4 câu nhạc 8. Sau đó chúng ta sẽ tới phần nội dung chính của bài 8 câu nhạc 8 và 4 nhịp. Chúng mình cùng học các bước nhé. Câu số 1, đưa chân phải lên kết hợp với tay trái. Đưa chân trái lên kết hợp với tay phải. Đếm nhịp 1 thu về 2, 3 thu về 4. Nhanh hơn một chút này. 1, 2, 3, 4. Các bạn hơi nghiêng người một chút. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ thực hiện lại này. Chân phải trước 1, 2, chân trái 3, 4. Sau đó các bạn sẽ lùi chân phải 5 và 6, lùi chân trái 7 và 8. Sau đó lùi chân phải đến 2, dậm chân trái tại chỗ 2, bước chân chân trái 3 và 4. Sau đó đưa chân trái sang ngang, xoắn hông. Đưa chân trái sang ngang đẩy hông 5, 6. Và lùi chân trái về đằng sau 7, 8. Làm lại 5, 6, 7, 8. Lúc này chúng ta sẽ chuyển trụ về chân phải.
Mình sẽ làm lại chậm hơn một chút đây. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, tiến 3 và 4, đẩy chân sang ngang 5, 6, lùi chân về 7 và chuyển trụ lên chân phải 8. Nhanh hơn một chút nhé. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng trước thực hiện một lần nữa. Các bạn sẽ đếm nhịp cùng mình này. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, lùi 2, 2, 3 và 4, hít hồng 5, 6, lùi chân 7 và chuyển trụ chân phải 8. Kết thúc hai câu đầu tiên. Với tư thế này, các bạn lại đưa chân trái lên trước, kết hợp với tay phải 3, thu về 2. Chân phải lên, kết hợp với tay trái 3, thu về 4. Đếm lại 3, 2, 3, 4. Sau đó các bạn sẽ lùi chân trái 5 và 6, lùi chân phải 7 và 8. Sau đó lại lùi chân trái xuống 4, chân phải dậm tại chỗ 2. Ta tiến chân trái 3 và 4. Lần này chúng ta lại đưa chân phải sang thất hông 5, 6 và lùi chân phải đằng sau 7, chuyển trụ lên chân trái 8. Đếm này, 5, 6, thụ 7, 8. Mình sẽ thực hiện lại nhé. Câu số 3, số 4 này. 3, 2, 3, 4, lùi chân trái 5 và 6, lùi chân phải 7 và 8, lùi chân trái 4, 2, 3 và 4, hất hồng 5, 6, lùi chân phải 7, chuyển trụ chân trái 8. Kết thúc 4 câu đầu tiên. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút này. 4 câu đầu tiên. 1, 2, 3, 4, chân phải lùi 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, hất hồng 5, 6, lùi 7, 8. Câu số 3, chúng ta lại làm y chang như vậy, chỉ khác bộc chân trái trước và chúng ta sẽ thực hiện bên phải. Ta đếm này, 3, 2, 3, 4, chân trái lùi 5 và 6, chân phải 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, hất hồng 5, 6, lùi chân phải 7 và 8. Nhanh hơn một chút nhé. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, câu số 5, các bạn sẽ đi bước cha cha lùi kết bên phải. 5 và 2, lùi chân trái 3, 4, chúng ta lại đi ngang bên trái. 5 và 6, lùi chân phải 7, 8. Làm lại nhé. Bắt đầu này. 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút nhé. 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Với tư thế này, các bạn sẽ thực hiện câu số 6. Đưa chân phải lên, kết 6 và 2. Hai tay chống hông nhé. Chân trái lên, 3 và 4. Đưa chân phải lên, 5, gập gối, 6. Và các bạn đưa chân phải xuống, 7 và 8. Sau đó, các bạn sẽ đưa
chân trái lên. Đó. 7. Xoay. 2. Đi bước cha 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 chân trái. 3 và 4. Đưa chân phải lên. 5. Gập gối. 6. Đưa chân phải xuống. 7 và 8. Đưa chân trái lên và chúng ta xoay bên trái. Ta đến 8, 2, 3 và 4. Sau đó các bạn sẽ thực hiện bước cha cha tại chỗ, đưa chân phải kết hợp với tay phải sang 5, 6, 7 và 8. 4 nhịp nối. 1, 2, 3 và 4. Sau khi chúng ta thực hiện bên phải thì chúng ta sẽ thực hiện bên trái 4 nhịp tiếp theo. Mình sẽ thực hiện bắt đầu câu số 6 nhé. Câu số 6. 6 và 2. 3 và 4. Đưa chân phải lên. 5 gập 6. Đặt chân phải xuống. 7 và 8. Đưa chân trái lên xoay bên phải. Ta đếm 7. Xoay. 2. 3 và 4. Lại gập chân phải. 5. 6. Đưa chân phải xuống. 7 và 8. Lại quay bên phải. 8, 2, 3 và 4. Cha 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 tại chỗ. 5, 6, 7 và 8. 4 nhịp nữa. 1, 2, 3 và 4. Kết thúc. Có lẽ khó nhất vẫn là từ 6, 7, 8. Mình sẽ làm lại lần 2 này. Câu số 6. 6 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3 và 4. Với tư thế này thì các bạn đã trở lại câu đầu tiên cho đến khi hết nhạc thì thôi nhé. Trước khi dừng bài, mình sẽ sơ chuỗi tất cả 8 câu nhạc 8 và 4 nhịp nối bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 6 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3 và 4. Và cứ như vậy các bạn sẽ nhảy cho đến khi hết nhạc thì thôi. Mình sẽ quay đằng trước thực hiện một lần nữa để các bạn quan sát tay nhé. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 6 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3 và 4. Và chúng ta lại trở lại câu đầu tiên cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Các bạn cứ sơ chuỗi 68 bước, 8 câu nhạc 8 và 4 nhịp nối. Hôm nay theo yêu cầu của các bạn khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc cực kỳ bốc, Lambada. Đây là một bài mà mình biên đạo bao gồm 5 câu nhạc 8
40 bước chúng ta chỉ di chuyển qua một hướng thôi các bạn nhé. Trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn nào. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại trở lại câu đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cứ nhảy cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Ở phần dậm nhạc thì chúng ta có hai động tác. Động tác thứ nhất, các bạn đứng tại chỗ, kiễng chân phải, chân trái làm trụ. Các bạn đi cho mình. Chúng ta nhún 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, vẫn trong phần dạo nhạc mở bài, chúng ta sẽ đi bước bachata kép bên phải trước. 1, 2, 3, trụ 4 đồng thời hấp hồng bên trái. Tiếp theo ta di chuyển bên trái 5, 6, 7, trụ chân phải và hất hông bên phải 8. Chúng ta lại lặp lại 2, 2, 3, hất 4, 5, 6, 7, hất 8, 3, 2, 3, hất 4, 5, 6, 7, hất 8, 4, 2, 3, hất 4, 5, 6, 7, hất 8. Mình sẽ quay được trước để thực hiện phần dạo nhạc mở bài để các bạn quan sát dễ hơn. Chúng ta đứng chân trái làm trụ, chân phải kiễng mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi bachata bên phải, chân phải bước sang 1, chân trái trụ 2, chân phải bước qua 3, chân trái trụ đồng thời hất hông bên trái. Tiếp tục di chuyển bên trái 5, 6, 7, hất hông bên phải 8, 2, 2, 3, hất 4, 5, 6, 7, hất 8, 3, 2, 3, hất 4, 5, 6, 7, hất 8, 4, 2, 3, hất 4, 5, 6, 7, hất 8. Và chúng ta sẽ vào nội dung chính của bài. Ở câu số 1, chúng ta đứng chéo người một góc 45 độ, chân và tay sẽ ngược nhau. Tức là chân phải làm trụ, đưa chân trái lên thì tay phải đánh lên, đưa chân trái xuống thì tay phải lui xuống, tay trái đánh lên, thực hiện lặp lại. Tương tự, khi thực hiện bên trái, chân phải kết hợp với tay trái, sau đó đánh xuống và lại thực hiện y chang như vậy một lần nữa. Mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4. Bên trái là 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng sau nhé. Câu số 1, chân phải làm trụ, đưa chân trái lên kết hợp với tay phải, ta đếm 1. Đưa tay phải xuống đồng thời đánh tay trái lên, chân trái lui về sau 2. Lặp lại lần nữa 3 và thu chân trái về, đồng thời chuyển trụ sang chân trái. Chúng ta sẽ thực hiện bên trái bằng cách đưa chân phải lên kết hợp với tay trái, rồi đưa chân phải xuống kết hợp tay phải, đưa lên tay trái đánh xuống và lặp lại một lần nữa, thu chân phải về. Đếm nhịp nhanh sẽ như sau. 1, 2, 3, 4. Bên trái 5, 6, 7, 8. Nhanh hơn một chút nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2, chúng ta sẽ đi cháng chân trái, bước lên. Ta đếm 2,
Chân phải đánh sang ngang bằng mũi các bạn nhé. 2. Sau đó vắt chân phải qua chân trái 3. Đánh mũi chân trái sang ngang 4. Lùi chân trái về 5. Chân phải lùi về 6. Chân trái lùi về 7. Và chân phải đặt tại chỗ 8. Phần này chúng ta đánh tay tự nhiên nào. Ta sẽ đếm 2, 3, 4, lùi 5, 6, 7, 8. Tiếp theo câu số 3, chúng ta sẽ đi ngang bước kép bên trái trước. Chân trái bước sang 3, trụ chân phải 2. Chân trái bước sang 3, trụ chân phải 4. Sau đó chúng ta lại thực hiện bên phải. Chân phải bước sang 5, chân trái trụ lại 6. Chân phải bước sang ngang 7, chân trái trụ lại 8. Làm nhanh câu 3 sẽ như sau. 3, 2, 3, 4, bên phải là 5, 6, 7, 8. Kết hợp câu 2 và câu 3 nhé. Câu 2 là 2, 2, 3, 4, lùi 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, chúng ta sẽ bước chân trái lên trước 4, chân phải trụ tại chỗ 2, lùi chân phải về sau 3, chân trái lùi trụ tại chỗ 4. Thực hiện nhanh sẽ như sau. 4, 2, 3, 4. Tiếp theo chúng ta lại đi ngang bước đơn chân trái, tiếp 5, chân phải trụ tại chỗ 6, chân phải bước sang ngang 7 và chân trái trụ tại chỗ 8. Chúng ta sẽ thực hiện nhịp 5, 6, 7, 8, tức là bước đơn bên trái trước, sau đó đến bước đơn bên phải. Ta sẽ đến 5, 6, 7, 8. Câu số 4 sẽ thực hiện nhanh hơn một chút. Bước chân trái lên 4, 2, lùi chân phải về 3, 4, đưa chân trái sang ngang bên trái 5, 6 và đưa chân phải sang ngang bên phải 7, 8. Làm nhanh hơn nữa nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 5, chúng ta đi chám chân bằng chân trái bước lên. Ta đếm 5, chân phải bắt qua 2, lùi chân trái 3 và thu chân phải tại chỗ 4. Mình sẽ thực hiện nhanh này. 5, 2, 3, 4. Phần này chúng ta cũng đánh tay tự nhiên nhé. Sau đó chúng ta sẽ hất hông sang bên trái, bên phải, bên trái. Và cuối cùng bên phải chúng ta sẽ hất hông đơn thuần. 5, 6, 7, 8. Các bạn lưu ý cho mình, khi các bạn hất hông bên trái thì chúng ta đẩy bên phải, đẩy bên trái, đẩy bên phải và cuối cùng đẩy bên trái. Hoặc nếu đơn giản thì các bạn cứ hất trái, hất phải, hất trái và hất phải cũng được. Mình sẽ thực hiện câu 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ kết hợp câu 4 và câu 5 nhé. Câu 4 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ sâu chuỗi toàn bộ 5 câu nhạc 8 để tạo thành một bài nhảy hoàn chỉnh. Bắt đầu nào. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại trở lại câu đầu tiên. Mình sẽ quay mặt trước để thực hiện một lần nữa để các bạn quan sát hướng đằng trước nhé. Câu số 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại trở lại câu đầu tiên. Cho đến khi hết nhà thì thôi các bạn nhé. Cứ lặp lại từ câu 1 đến câu 5. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Thật đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và chúng ta thành công nhé. Nếu yêu thích những bài nhảy của mình, kênh của mình, hãy đăng ký, bấm like, rung chuông để ủng hộ mình nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.